Hello các bạn, chào mừng các bạn đến kênh Hồng Ngôi Sao. Là mình đây, hôm nay mình sẽ cùng các bạn khám phá và trải nghiệm một cái bộ máy rất là xịn sò của hãng Asus. Và đây là cái bộ máy được sử dụng chip Intel Core i9 thế hệ 12, con 12900K, một con CPU rất là mạnh. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu con PC này với một cái thân hình rất là trắng trẻo, rất là ngọc trinh, cũng như là một cấu hình phải nói là theo mình thấy là nó đỉnh nhất hiện tại. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video này nhé. Ok, thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu các bạn về cái cấu hình chi tiết của cái hệ thống PC này. Thì cấu hình thì hôm nay mình chắc chắn rồi, mình sẽ sử dụng con Core i9-12900K, một con CPU rất là mạnh hiện tại cũng như là đỉnh top của Intel. Và với đó chúng ta sẽ sử dụng một cái main rất là chất lượng của hãng Asus. Và đây là main Drop Maximus Z690 Formula. Thì như các bạn thấy thì đây là một cái hệ thống PC rất là đẹp với cái tông màu trắng đen. Và cái tông màu trắng đen này là một cái tông màu mình theo mình thấy là nó rất là đơn giản và nó sang trọng. Ở đây mình đang sử dụng một con Core i9-12900K 16x24 luồng rất là mạnh mẽ với cái bộ nhớ đệm CASE30. Thì đây là một cái bộ nhớ đệm phải nói là rất là phù hợp để cho những cái bạn làm công việc cần cái nhân đồ họa nhiều, cần cái công việc đa nhiệm, cũng như là một con CPU render được những cái phần mềm về đồ họa dựng hình. Cùng với đó là có một cái con main rất là xịn sò, đây là con main Asus ROG Maximus Z690 Formula, một cái phiên bản hay mình thấy là một cái bản rất là đẹp với tông màu trắng, được hoàn thiện cứng cáp với một cái cover rất là xịn sò. Nó là cái cover cứng cáp nhất mình từng thấy trước đây của Asus từng làm, được hoàn thiện dựa trên một cái ngôn ngữ thiết kế rất là hiện đại. Nó mang vừa một gaming mà vừa một cái gì đó nó rất là tương lai. Ở đây chúng ta sẽ có được một cái hệ thống màu trắng đồng bộ main với cài màn hình. Ở đây cài màn hình hôm nay mình sử dụng là con Asus ROG luôn. Và đây là con RTX 3070, rất là xịn sò. Và đây là một cái phiên bản vừa đủ để có thể chơi những tựa game nó cần một cái hệ thống đồ họa khá là cao hiện tại. Và chúng ta sẽ có ở đây một cái thùng máy rất là xịn sò, rất là thoáng đãng với một cái tông màu trắng và thiết kế hiện đại của NVST. Thì đây là cái thùng máy H710i, cái thùng máy phải nói là theo mình thấy là rất là đẹp. Cái thiết kế đơn giản thì NVST vẫn là một cái gì đó nó rất là cao cấp. Và đây các bạn thấy đây là chúng ta sẽ có một cái tản nhiệt on-one rất là xịn sò. Đây là tản nhiệt Ragen Z63 RGB. Đây là một cái tản nhiệt theo mình thấy rất là đẹp và nó cho chúng ta một cái đồng bộ nhất có thể với cây NVST. Và với hệ thống PC Intel thế hệ 12 này thì mình sẽ sử dụng ở chung luôn là một cái con RAM DDR5. Thì RAM ở đây mình sử dụng một cặp RAM của Kingston là con Hyperbit. Thì con này nó là RAM DDR5 bus 5002 rất là cao và nó sẽ là một cái hệ thống RAM phù hợp dành cho cái hệ thống Intel 12 mới nhất. Và các bạn thấy đây, chúng ta sẽ có một cái cấu hình rất là xịn sò với Core i9-12900K main Z690 Maximus Formula. Và chúng ta sẽ có một con kèm màn hình RTX 3070 rất là xịn với một cái main thiết kế rất là đẹp, rất là hiện đại, cùng với tản nhiệt xịn. Thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái hiệu năng thực tế và chơi game trên cái bộ PC này xem là cái hiệu năng của nó như thế nào cho anh em xem nhé. Đặc biệt đầu tiên thì mình sẽ test bộ PC này với một cái tựa game rất là ngốn cấu hình hiện tại, đó là game Battlefield 2042. Đây tựa game sử dụng CPU cũng như card đồ họa rất là nhiều, để xem cái hiệu năng nó như thế nào nha. How do they fall?
và đó là cái phần về gaming. Chúng ta sẽ thấy được cái hiệu năng chơi game trên bộ PC này rất là đã, rất là sướng, với con CPU Core i9-2012 cũng như là card đồ họa RX 3070. Cùng với đó thì chúng ta sẽ test một cái phần quan trọng nữa dành cho những anh em nào đang làm việc, đang cần một cái bộ máy render, thì đó chính là phần render và thể hiện khả năng đồ họa. PC rất là mạnh mẽ và cái khả năng chơi game giải trí trên cái thống PC này phải nói là đỉnh nhất hiện tại, cũng như là những cái công việc về render, về làm video, sản xuất nội dung. Thì với con i9 và nền tảng Intel thì đây vẫn là một cái sự chọn hàng đầu cho anh em hay là đầu tư, đặc biệt những anh em đang làm việc cần một cái nhu cầu về ổn định cũng như là lâu dài. Và với hệ thống của Asus hôm nay là con Main Ratchet Maximus Z690 Formula và card đồ họa RX Ratchet 3070, thì con này theo mình thấy là một cái thống PC rất là ngon lành. Thì đây là một cái thống PC các bạn nên cân nhắc, có thể là nâng cấp trong thời gian sắp tới. Và theo mình thì nó hơi đau thận một xíu thôi, nhưng mà về công việc, về mọi thứ, về giải trí thì nó đều đáp ứng đủ. Và đó là tất cả gì muốn chia sẻ các bạn về cái thống PC này. Các bạn đừng quên để lại một like, một share, một subscribe để ủng hộ team mình phát triển. Và mình là Hào, cảm ơn bạn đã xem video này và hẹn các bạn trong những video tiếp theo nhé.